mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Thì ngày hôm nay Khi sẽ quay trở lại với mọi người một cái video, đó là họ muốn bạn biết điều gì ở lúc này. Đáng lẽ là Khi sẽ làm một cái video về tháng 12, nhưng mà đột nhiên Khi lại có cái cảm hứng để làm cái video này hơn, cho nên là Khi sẽ làm cái video này trước, xong rồi Khi sẽ làm cái video về tổng quan năng lượng tháng 12 cho mọi người. Khi mà Khi bấm cái video này á, thì Khi cũng biết là mọi người đang ở trong rất là nhiều nguồn năng lượng hỗn loạn trong suy nghĩ của mọi người về những cái tin tức trong vài ngày vừa qua. Nhưng mà nên nhớ là mọi người, nếu như mà mọi người có theo dõi Instagram của Khi, và Khi cũng có đăng lên tab cộng đồng của YouTube á, thì có những cái để mà mọi người có thể trấn an mọi người, để mà mọi người có thể cùng nhau có một cái nguồn năng lượng tích cực. Bởi vì khi mà chúng ta tích cực á, chúng ta sẽ tạo được một cái nguồn năng trường năng lượng rất là tốt, và nó cũng có thể giúp được cho cái nguồn năng lượng chung của mọi người đều tốt lên. Và khi mà cái nguồn năng lượng của chúng ta tích cực á, thì sẽ có, tất nhiên là sẽ có những cái điều phước lành nó đến, những cái điều may mắn nó đến. Cái đó là cái điều mà Khi muốn truyền tải tới mọi người. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ba tụ bài thôi, và đây sẽ là một cái tụ bài dành cho những bạn đã có đối tượng rồi. Chúng ta sẽ phải có một cái đối tượng nào đó trong đầu của mình để chúng ta nghĩ xem là họ muốn bạn biết điều gì ở trong thời điểm hiện tại. Đây sẽ là bất kỳ một người đó thôi, bạn có thể không, Khi sẽ không giới hạn người này là ai cả. Một cái người đó mà bạn nghĩ đến trong đầu thôi, một cái nhân vật nào đó bất kỳ. Ha. Và bây giờ thì Khi có ba tụ bài như thường lệ, thì đây là tụ bài số 1 là Đá Mắt Hổ. Đây là tụ số 2 là Lapis Lazuli. Và tụ 3 là Thạch Anh Xanh. Bây giờ thì Khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài số 1 ha, là các bạn chọn Đá Mắt Hổ. Nếu như mà mọi người chưa chọn được tụ bài cho mình á, thì mọi người có thể ấn dừng màn hình lại và lựa chọn ha. Các bạn chọn Đá Mắt Hổ để xem là một cái người nào đó bạn đang nghĩ đến thì họ có cái lời nhắn gì cho bạn. Thì có rất có thể là trong một tụ bài nó sẽ có rất là nhiều lời nhắn, cho nên bởi vì nhiều người sẽ chọn cái tụ bài, cho nên là mọi người đón nhận cái lời nhắn nào mà nó phù hợp với mình thôi nha. Ok. Tụ bài này, lời nhắn của họ, điều họ muốn bạn biết ở thời điểm hiện tại. Các bạn có lá 4 4 4 ly. Các bạn có nữ hoàng xu. Các bạn có Page of Swords. Các bạn có Four of Swords. Các bạn có Three of Swords và các bạn có 8 gậy. Rất có thể đây liên quan đến một cái nhân vật nào đó mà bạn có một cái liên kết tình cảm với bạn. Họ có một cái liên kết tình cảm với bạn. Đây nhưng mà nó không phải là cái tình cảm một chiều, không phải là tình cảm hai chiều, không phải là một mối quan hệ, mà Khi thấy nhiều hơn ở cái khía cạnh đó là đây có thể là một cái tình cảm nào đó một chiều, có thể là họ đơn phương bạn hoặc là bạn đang đơn phương họ. Có thể rằng là họ biết rằng là Khi nhìn thấy được cái trường hợp lớn nhất ở đây, đó là việc bạn đang thích một cái người nào đó, mà một cái điều gì đó ở đây nó cho Khi thấy được rằng là họ vẫn đang là cái người mà ở trong, giống như các bạn nhìn trong cái lá 4 xu ở đây, cái lá 4 ly ở đây, cái người này họ là cái người đang say và họ đang ở trong cái thế giới, giống như là họ đang ở trong một cái khoảng thời gian mà họ không muốn kết nối với ai cả. Họ có 4 cái ly nước, 4 cái ly nước, có 3 cái ly đã đổ rồi, họ đã có 3 cái ly đã đổ nước rồi, nhưng họ hiện tại, bạn có thể là bạn là cái người mang một cái ly đến cho họ, nhưng họ không nhìn vào những cái ly đó, họ đang không muốn nhìn nhận cái tình cảm này của bạn hẳn chẳng hạn. Hoặc đây là những cái chuyện nó đã từng xảy ra, nó đã xảy ra rồi. Có thể họ là cái người đã từng từ chối tình cảm của bạn vì cái lúc bạn xuất hiện, họ vẫn đang ở trong một cái cơn say nào đó, một cái điều gì đó nó trói buộc họ, họ vẫn không họ khiến nó khiến cho họ chưa có nhìn thấy được cái tình cảm của bạn. Một cái điều gì đó đang, có thể là cái người, là một cái người bạn vừa mới tương tác đây thôi, một cái người bạn vừa mới gặp đây thôi, mà cái người mà bạn mới vừa thích họ, bạn mới vừa có tình cảm với họ đây thôi chẳng hạn, hay là bạn
gặp họ và bạn thích họ, sau đó là các bạn có những cái điều nó như thế xảy ra, có cái sự từ chối xảy ra ở đây. Khi nghĩ rằng là cái điều mà họ đã từng từ chối, cái điều họ đã từng không nhìn thấy đó, nó là cái khoảng thời gian bởi vì họ không muốn nhìn thấy nó, họ không muốn nhìn nhận nó, họ không muốn bắt đầu, hay là họ chưa thật sự sẵn sàng. Khi cảm thấy được trong cái lúc đó, có thể là bạn xuất hiện vào cái lúc mà họ không sẵn sàng, họ đang có một cái thế giới riêng của họ, họ đang có những cái điều họ giữ ở trong lòng và họ đang chưa giải quyết được nó, cho nên là họ không có họ không có cái sự sẵn sàng cho cái việc đó. Thì nếu như là cái điều này nó đã từng xảy ra trong quá khứ á, thì rất có thể là trong khoảng thời gian tương lai á, người này sẽ rất có thể là họ muốn kết nối với bạn, họ muốn, nếu như bạn và họ là bạn, họ đã từng từ chối bạn á, thì họ muốn bạn biết rằng là không phải là họ không muốn kết nối với bạn, họ vẫn muốn có một cái kết nối với bạn, nhưng mọi thứ nó đang cần cái thời điểm mà họ sẵn sàng thì họ sẽ kết nối với bạn. Không phải là bạn không tốt, không phải là bạn không không có cái điều kiện để mà họ thích, hay là bạn không thu hút trong mắt của họ, nhưng mà cái khoảng thời điểm bạn xuất hiện á, thì họ chưa có sẵn sàng. Và khi nghĩ rằng là khi mà họ sẵn sàng thì họ vẫn muốn kết nối với bạn, họ vẫn muốn có một cái liên kết với bạn ở đây ha, bởi vì có cái lá tám xu, có cái lá tám kiếm, thì rất có thể là họ muốn cho bạn, gửi cho bạn một cái thông điệp gì đó, một cái thông điệp về việc là họ không phải là họ không muốn kết nối với bạn, họ vẫn muốn kết nối, nhưng mà hiện tại mọi thứ phải để cho họ giải quyết những cái vấn đề bên trong của họ trước đã. Họ đang đang không phải nhìn thấy, không nhìn thấy, nhưng mà họ đang cần cái khoảng thời gian này để họ ở một mình. Các bạn có I love you. Các bạn có turn on your heart light. Và các bạn có you are limitless. Như khi anh nói, rất có thể là họ đang cần khoảng thời gian này để mà cái I love you này á, nó cho khi cả cảm giác là một trong hai người có thể là đã từng nói với nhau, có thể bạn đã từng nói với họ, hoặc là họ đã từng nói với bạn là I love you rồi. Hay là việc là khi mà họ sẵn sàng hơn á, thì họ sẽ nói cái điều này cho bạn biết. Khi thấy được đó là họ đang trong cái quá trình không, họ đang trong cái quá trình mà họ nhìn thấy được cái, để mà biết cái bản thân của mình là một cái người mà không có một cái giới hạn nào cả. Họ có thể trong cái quá trình trang đang trong cái lúc mà họ bật lại ngọn đèn trái tim của mình, để mà họ có thể cho cái khoảng thời gian để mà họ có thể được trải nghiệm cái tình yêu một lần nữa. Họ đang chờ đến cái lúc họ có thể bật cái ngọn đèn trái tim của mình lên để mà họ trải nghiệm cái tình yêu một lần nữa. Và họ muốn bạn biết rằng là họ họ cũng cũng muốn một cái điều gì đó với bạn, và họ cũng muốn biến một những cái điều gì đó để trở thành hiện thực. Các bạn có seek the truth, các bạn có change your focus, yes, và các bạn có refusing to see, yeah. Có thể họ là một cái người mà họ đã từng giống như cái lá Seek the Truth này, tức là họ có một cái lớp màng nào đó, họ có một cái màng nào đó đã từng che họ lại, đã từng che cái tình cảm của họ lại, có những cái điều mà họ đã từng không nhìn nhận nó, họ đã không muốn nhìn nhận nó, họ đã không muốn nhìn thấy nó. Có thể đó là việc họ không muốn nhìn nhận cái tình cảm của bạn, nhưng mà hãy biết rằng là họ đang dần dần vén cái lớp màng đó ra để nhìn thấy những cái sự thật. Họ đang trong cái quá trình mà họ thay đổi cái góc nhìn của họ, họ đang trong cái quá trình mà họ thay đổi cái suy nghĩ của họ, cái sự tập trung của họ vào một cái điều gì đó. Có thể họ sẽ không còn tập trung vào ba cái ly đã cạn nước này nữa, họ sẽ tập trung vào cái người cô gái mà đang muốn mang đến một cái ly nước đầy cho họ ở đây. Họ sẽ không còn say nữa, như là họ qua cái cơn say rồi á, cái là giống như cái kiểu là bạn xuất hiện trong cái lúc mà họ say, và bây giờ khi mà họ tỉnh táo lại á, thì họ sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Thì cái điều đó là cái thông điệp mà khi thấy là họ muốn gửi cho bạn. Một cái nữa đó là new love, yes. Các bạn có let your friend have you, và các bạn có honeymoon. Rất có thể rằng là họ rất là muốn kết nối với bạn, và
mối quan hệ này có thể là khoảng thời gian lúc mà họ muốn kết nối với bạn thì họ sẽ muốn làm bạn với bạn trước đã. Cái mối quan hệ này sẽ là một cái mối quan hệ đi lên từ tình bạn chẳng hạn. Và mọi thứ dần 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 nó sẽ phát triển qua khoảng thời gian các bạn kết nối với nhau, các bạn tìm hiểu nhau, thậm chí là các bạn đi du lịch cùng với nhau. Nó sẽ làm cho cái tình cảm mọi thứ nó dần dần tốt lên và phát triển lên. Và cái tình cảm này nó là một cái tình cảm rất là mới mẻ. Và khi nghĩ là đây là một cái câu chuyện mới, một cái tình cảm mới của bạn với một cái người nào đó, hay cái người đó là người bạn thích, chứ khi không thấy được cái việc đó là người này có phải là cái người yêu cũ của bạn hay không thì cái người này là không phải ha. Rất có thể là như thế nếu như mà nên cho nên là mọi thứ nếu như mà mọi người đón nhận, bởi vì đây sẽ là một cái câu chuyện rất là rõ ràng á, cho nên là mọi người đón nhận một cái thông điệp một cách cởi mở giúp khi ha. Và có một cái lá cuối cùng đó là beware of what you are detecting for the quality you admire in the one another. Cái việc ở đây đó chính là cái việc mà các bạn nhìn vào những cái điều mà nó đến từ đó chính là việc mà các bạn nhìn vào những cái điều từ những cái người xung quanh, từ cái người đó, việc bạn nhìn thấy cái người đó, việc bạn nhìn nhận những cái tính cách của cái người đó. Có thể rằng là trong cái tính cách của người đó có những cái điểm mà bạn không thích, và họ cũng vậy, họ cũng có ở bạn có một cái điểm vài điểm nào đó mà bạn không thích. Nhưng mà hãy biết rằng là những cái điều này á, chính là những cái thứ mà để cho các bạn đối chiếu lại chính bản thân của mình. Những cái thứ bạn không thích ở họ sẽ là những cái điều mà nó giúp cho bạn đối chiếu lại xem có phải là họ tồn tại, mình cũng đang tồn tại những cái điểm giống họ hay không. Có phải là trong sâu thẳm, trong cái suy nghĩ của bạn, bạn cũng có những cái vấn đề mà nó giống họ hay không? Có phải là bạn cũng tồn tại những cái vấn đề mà đang cần phải giải quyết hay không? Thì hãy xem là mình có đang bị những cái vấn đề giống họ hay không. Bởi vì khi thấy là dường như giữa bạn và họ đôi lúc có những cái vấn đề, các bạn có cùng một cái vấn đề chung với nhau và các bạn cần phải giải quyết nó. Ok, đó là tất cả những cái thông điệp mà Ki có cho tụi bài đầu tiên ha. Bây giờ thì Ki sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụi bài số 2. Là các bạn chọn đá lapis lazuli. Các bạn có the Hierophant. Các bạn có Seven of Swords. Các bạn có Ten of Cups. Các bạn có Two of Wands. Các bạn có Four of Pentacles. Và các bạn có King of Swords. Với cái lá bài này ở đây á, thì khi nghĩ rằng là cái người này và bạn á, cái người mà bạn nghĩ đến á, thì ít nhất phải là cái người mà bạn có một cái sự liên kết một cái khoảng thời gian nhất định rồi, thì hai người mới 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 có cái sự ở đây kia, thấy là việc là các bạn có một cái sự thân thiết nhất định với nhau rồi thì các bạn mới đạt được cái sự mới có nhiều cái có thể là bạn là những cái người bạn lâu năm, có thể các bạn là những cái người mà các bạn là những cái người bạn thời niên thiếu chẳng hạn, hoặc là ít nhất là các bạn phải có một cái kết nối khá là hiểu, khá là lâu á, khá là thấu hiểu nhau á, khá là nhiều cái sự kết nối với nhau á. Bởi vì có cái lá 10 ly ở đây, còn lá The Hierophant nữa, thì rất có thể là trong một vài trường hợp nào đó các bạn là những cái người mà các bạn học, cái nghĩa là các bạn là những cái người học cùng với nhau á, hay là các bạn cùng nhau trải qua một cái điều gì đó, các bạn cùng nhau đi cùng một cái con đường, các bạn là những cái người học, bạn học của nhau nè, những người cùng một con đường với nhau nè, những người mà các bạn cùng một chí hướng nè, hoặc là các bạn làm cùng một cái ngành nghề, làm cùng một cái ngôn ngữ, hoặc là các bạn học cùng một cái bài học giống như nhau, một cái bài học nào đó, có thể là bài học về câu chuyện tình cảm chẳng hạn, thì cứ 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 xem là mọi thứ nó phù hợp với mình ở đâu ha. Ở đây thì khi thấy á, cái người này dường như rằng là họ muốn cho bạn biết rằng là họ đang nhìn về phía của bạn, họ đang ngóng về phía của bạn. Trong lòng của họ có những cái điều mà họ chưa có nói ra cho bạn biết được. Có thể đây là một cái kiểu là các bạn là những cái người bạn của nhau á, xong rồi là các bạn có tình cảm với nhau nhưng mà các bạn không thổ lộ được, hoặc là các bạn đã là một cái mối quan hệ với nhau rồi nhưng mà cái người này á, họ không nói cho bạn biết được hết cái tình cảm của họ, hoặc là các bạn là một cái mối quan hệ có khoảng cách về mặt địa lý, có khoảng cách, một cái khoảng cách gì đó. Có thể người này sẽ là một cái người không phải là một cái người nói nhiều, mà họ là một cái người
suy nghĩ rất là nhiều. Họ là một cái người mà sử dụng cái lý trí của mình để kiểm soát một số cái vấn đề nào đó. Và khi thấy được là họ dùng cái lý trí của mình rất là nhiều để mà họ giải quyết một cái vấn đề gì đó, trong cái suy nghĩ của họ, họ sử dụng cái lý trí của mình để lấn át một cái điều gì đó, có thể khi cũng không nhìn rõ được cái việc ở đây là với cái lá 10 ly và cái lá Four Pentacles thì có thể là họ có rất rất là nhiều cái tình cảm dành cho bạn. Tuy nhiên, cái thứ tình cảm này hiện tại có thể là ở khoảng thời điểm hiện tại bạn là cái người chưa nhìn thấy được nó, hay là bạn là cái người mà họ chưa có đủ cái can đảm để họ nói ra những cái điều này. Đây có thể là cái tình cảm nó bị ẩn ở bên trong, nó một cái tình yêu thầm mà cái tình yêu này nó rất là nhiều luôn á. Và cái việc ở đây nữa đó là trong một số những cái điều mà bạn họ đang cần phải suy nghĩ đó, đó chính là cái việc là họ phải đánh đổi một cái điều gì đó nếu như mà họ muốn tiến đến cái tình cảm này. Khi thấy là việc cái người này á, thứ nhất là họ thích bạn á, khi nghĩ là cái với cái tụ bài này á, với cái tụ bài số 2 này á, thì không nhiều bạn sẽ nhận được cái thông điệp đâu nha, bởi vì một cái câu chuyện gì đó nó rất là rõ ràng ở đây. Khi nghĩ rằng là họ là một cái người mà họ không quyết định được. Thứ nhất đó là họ vừa mất sợ, thứ nhất là họ sợ rằng là họ vừa mất một cái tình cảm gì đó với bạn mà họ cũng vừa muốn nó. Thứ nhất là có thể là các bạn là những người bạn lâu năm rồi, cho nên là họ không muốn mất cái tình cảm từ bạn bè này, nhưng mà họ cũng không muốn rằng là cái mối quan hệ này nó chỉ dừng lại ở cái mức là bạn bè bình thường. Bởi vì cái tình cảm của họ dành cho bạn nó rất là nhiều. Và bạn á, thì họ luôn luôn kiểu là họ luôn luôn nhìn bạn một cách rất là lặng thầm. Có thể là bạn cũng không biết cái tình cảm của họ luôn, hay là bạn biết nhưng mà nó thuộc cái dạng là bạn chỉ ngờ ngợ thôi. Và họ cũng phải suy nghĩ rằng là có những cái vấn đề nó, tức là họ không biết rằng là họ có nên đánh đổi hay không, họ có nên lựa chọn hay không, bởi vì lựa chọn này thì có đó có tốt không, hay là một là mất tất cả hay là như thế nào đó. Họ thì vừa không muốn mất mà họ vừa muốn có, cho nên là nó khiến cho họ cảm thấy bị xung đột bên trong cái suy nghĩ của mình khá là nhiều. Có thể nói là một cái người này, nếu mà nói ấy á, nó là họ một cái người tham lam á, tức là bởi vì họ cái gì họ cũng muốn có cả. Nhưng mà đây là cái lúc mà họ phải đưa ra một cái quyết định nào đó. Ok, các bạn có yes, back to what you love. Các bạn có impress your emotion. Và các bạn có yes, get to know each other. Họ muốn bạn hiểu họ. Họ muốn bạn hiểu họ. Họ muốn bạn và họ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Họ muốn rằng là bạn có thể nhìn thấy được cái cảm xúc bên trong của họ lúc này. Họ rất là muốn cho bạn thấy được cái cảm xúc của họ dành cho bạn. Họ back to what you love, có thể đây là một cái điều mà họ cũng đang rất là mong muốn để mà nhìn thấy. Có thể là hoặc cái việc này á, có thể là bạn và cái người này á đã từng là một cái mối quan hệ cũ với nhau á, cho nên là bây giờ họ đang muốn nhìn nhận lại cái tình cảm này. Họ đang muốn hai người có cái khoảng thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn và cho họ muốn bày tỏ cái cảm xúc của họ dành cho bạn. Yes, các bạn có heart chakra. Các bạn có healing begin. Wow, và các bạn có share the love. Cái tình cảm này nó giống như là cái trái tim ở đây nè mọi người. Tức là ở bên ngoài nó có một cái vỏ và nó đang dần được nứt ra. Nó đang dần dần được nứt ra và họ cũng đang muốn chia sẻ cái điều đó với bạn. Có thể là trong khoảng thời gian sắp tới họ sẽ chia sẻ cái điều này cho bạn biết. Đây có thể là khi mà họ gặp bạn á, trước đây khoảng thời gian vừa rồi á, cái luân xa ở trái tim của họ, có thể là những cái vấn đề liên quan đến những cái mối quan hệ của họ, nó xảy ra nhiều những cái vấn đề. Và
Đây là cái khoảng thời gian mà khi mà họ gặp bạn rồi á, thì nó sẽ là khoảng thời gian mà bắt đầu được chữa lành á, bắt đầu được chữa lành rất là nhiều. Bạn là có thể bạn là một cái người mang cái nguồn năng lượng chữa lành, hoặc là họ là một cái người, nhưng mà kiểu là khi mà họ gặp bạn á, thì họ biết được khi mà họ ở cạnh bạn á, họ có một cái cảm giác là bạn mang cho họ được cái sự chữa lành, cái nguồn năng lượng của người chữa lành á. Có thể bạn là một healer, hoặc đơn giản thôi, bạn là một cái người mà lan tỏa được cái nguồn năng lượng của sự ấm áp. Bởi vì là bạn, khi mà ở bên cạnh bạn á, thì họ họ thấy được cái tình yêu thương rất là nhiều. Có thể từ từ cái cách các bạn cư xử á, nó khiến cho họ thấy được cái điều đó. Yes, các bạn có keep an open mind. Các bạn có release your ex. Và các bạn có codependency. Rất có thể á, cái gì các bạn biết không? Họ không có nghĩ được rằng là đến một cái lúc nào đó họ sẽ thích hay là yêu một cái người giống như bạn á. Bởi vì có cái lá keep an open mind này nè, cái tình cảm này có thể một trong hai người nó sẽ không nghĩ rằng là cái người kia có thể thích mình, hay là cái người đó có thể có tình cảm với mình. Họ là một cái người khi chắc chắn rằng là vừa khoảng thời gian vừa rồi á, cái luân xa trái tim của họ, cái con đường tình yêu, cái hành trình tình cảm của họ trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, nó có một cái vấn đề gì đó xảy ra, nó liên quan đến cái sự phụ thuộc. Có thể họ là một cái người phụ thuộc, hoặc là bạn là một cái người phụ thuộc. Họ có thể bị phụ thuộc vào một cái điều gì đó, hoặc là họ 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 ở đây khi còn thấy được cái việc đó là cái addicted, tức là cái từ đó dịch ra tiếng Việt đó là từ nghiện, từ phụ thuộc á. Có thể đó là cái việc là các bạn phụ thuộc vào những cái mối quan hệ tình cảm, hoặc là các bạn bị phụ thuộc vào một cái điều gì đó nó không có lành mạnh, nó không có tốt á. Thì họ đang trong cái quá trình mà buông bỏ dần dần và làm sạch những cái điều đó. Và kiểu là khi mà họ gặp bạn á, thì cái lá keep an open mind này nó làm cho khi có cảm giác là giống như việc là họ không thể nào nghĩ được rằng là có một cái lúc nào đó họ có thể thích một cái người giống như bạn, và bạn cũng không có giống tất cả những cái người mà vừa những cái khoảng thời gian trước mà họ có kết nối. Và có cái lá cuối cùng đó là new beginning. Một cái hành trình mới đang chờ đợi bạn, và cho phép nó được thực hiện và sống với giấc mơ của bạn một cái cách đầy đam mê nhất. Khi thấy được là rất nhiều những cái thứ đang đáng chờ đợi với các bạn chọn tụ bài này, một cái điều gì đó nó sẽ có những cái sự tiến triển rất là nhiều á, một cái thông điệp gì đó có cái sự tiến triển rất là nhiều. Cho nên là mọi người ở trong tụ bài này khi nghĩ là nó cũng không có quá nhiều sự lo lắng đâu. Và rõ ràng đây là một cái câu chuyện nó cực kỳ là rõ ràng, cho nên là và mọi người đón nhận mọi thứ một cách một cách tích cực nhất. Bởi vì không phải ai cũng sẽ tìm được thông điệp trong tụ bài. Và đôi lúc là các bạn không thấy câu chuyện của mình, nhưng mà có một số các thông điệp nào đó nó phù hợp với bạn. Bởi vì là đây là trải bài mà rất có thể là nhiều những cái thông điệp ở trong cùng một cái tụ bài. Cho nên là mọi người nghe và đón nhận thông điệp nào mà phù hợp với mình thôi ha. Ok, khi sẽ đến với tụ bài số 3, là tụ bài cuối cùng của ngày hôm nay, là Thạch Anh Xanh. Tụ bài cuối cùng, các bạn có Ace of Pentacles, các bạn có The Hermit, các bạn có The Moon, các bạn có Page One, các bạn có King of Wands, và các bạn có Four of Wands. Mọi người đợi kêu nước trước nha. Ở dưới này là ba lá của bộ lửa luôn, bộ gậy luôn. Rất có thể các bạn là những cái người trong cung lửa, hoặc là cung nước, hoặc là song ngư, hoặc là sử nữ, hoặc là kim ngưu ma kết sử nữ, hoặc là cung lửa bạch dương nhân mã sư tử. Cái kỳ thấy đầu tiên ở đây là cái điều họ muốn gì? Họ muốn bạn biết điều gì? Rất có thể là họ muốn một cái cam kết gì đó với bạn. Họ muốn là thiết lập một cái cam kết gì đó với bạn.
Khi nghĩ rằng là người này là một cái người á, họ thích, giống như là họ thích là cái người định hướng á, họ thích là cái người leader á, cho nên rằng là trong trong cái liên kết với bạn á, họ cũng muốn là cái người mà bạn đi theo cái cam kết với họ, tức là bạn bạn compromise với họ, bạn thỏa hiệp với họ để đi theo làm theo những cái gì mà họ muốn. Họ là một cái kiểu á, là có thể rằng là họ là một cái người mà tự lập rất là sớm, họ là một cái người ra đời rất là sớm, tự lập rất là sớm. Họ là cái người mà đang trong quá trình xây dựng hoặc là đã xây dựng xong cho mình một cái đế chế riêng của mình rồi. Rất có thể là mọi thứ nó đang diễn ra trong cái lúc mà như kiểu là họ muốn các bạn thỏa hiệp với họ là hãy để cho mọi thứ nó flow theo một cái cách tự nhiên nhất. Họ cứ hãy flow theo cái cách của họ, họ hãy trôi theo cái cách của họ. Có thể rằng là đây là một cái tụ bài mà nó khi mà khi dở lên nó có những cái vấn đề nó hơi rắc rối á, cho nên là khi vẫn chưa thấy rõ được một cái điều gì đó ở trong cái tụ bài này. Khi chỉ thấy một cái điều đó là họ và bạn có thể cùng nhau bắt đầu làm một cái điều gì đó, có thể là cùng nhau làm cái công việc hay là cùng nhau bắt đầu một cái điều gì đó. Tuy nhiên họ là cái người muốn 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 dẫn dắt, muốn làm, muốn là mọi thứ nó đi theo cái cách của họ. Họ muốn bạn, họ muốn là bạn hãy tin họ, hãy tin vào những cái quyết định của họ, bởi vì là họ là cái người có kinh nghiệm rồi, họ là cái người mà đã đi qua rất là nhiều thứ rồi, và hãy để cho mọi thứ nó đi theo cái điều đó. Một cái nữa đó là nếu như đây là một cái mối quan hệ tình cảm á, thì họ đang rất muốn là mọi thứ nó hãy để nó trôi theo một cái cách, tức là đừng có nhìn vào những cái thứ mà nó đang hiện hữu trước mắt của bạn, mà hãy tập trung vào cái cảm xúc của bạn ở trong cái lúc này thôi. Giống như cái việc là các bạn tìm được cái hòm kho báu ở đây á, thì rất có thể là người này đang muốn rằng là bạn hãy 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 thật sự là xem nhau và quý trọng cái giá trị của nhau, quý trọng cái sự có mặt của nhau trong cái hành trình này. Cùng nhau làm một cái điều gì đó, thứ nhất là một là khởi đầu một cái công việc mới, hai là bắt đầu một cái mối quan hệ, như cái kiểu là các bạn tìm thấy cái kho báu của nhau. Sau khoảng thời gian các bạn một mình rất nhiều, rất lâu rồi, thì các bạn thấy cái kho báu này, các bạn rọi đèn từ trong bóng tối đi đến được cái nơi ánh sáng á, thì để cho bản thân mình có thể được nói lên tất cả những cái thứ mà đầy đam mê nhất, đầy tình cảm nhất. Bởi vì lửa cũng là một cái lá bài đam mê với nhau, có thể họ rất là muốn xác lập một cái điều gì đó với bạn, thậm chí là một cái mối quan hệ nghiêm túc. Trong cái nếu là môi trường tình cảm thì là một cái mối quan hệ nghiêm túc, còn nếu như là môi trường công việc đó thì sẽ làm một cái điều gì đó rất cực kỳ chắc chắn là và ổn định đó. Và cũng theo cái kiểu đó là đừng có nghĩ nhiều đến những cái rủi ro mà nó có thể xảy ra, hãy nghĩ là bạn muốn làm gì nhất thôi, hãy để cho cái trí tưởng tượng của mình, hãy cho cái sự suy nghĩ của mình nó được thoải mái nhất, cái sự sáng tạo của mình nó được thoải mái nhất để mà nó thể bộc lộ hết. Đừng có để những cái rủi ro hay là những cái điều gì đó nó khiến các bạn sợ hãi, nó làm chùn bước những cái quyết định, những cái dự định này của bạn. Ok, các bạn có love who you are, các bạn có consider your foundation, các bạn có love make different. Riêng với tụ bài này ha, thì có thể là người này một vài bạn á, thì là một cái mối quan hệ, còn một vài bạn á, thì là xây dựng một cái nền công việc, một cái điều gì đó mới, một cái dự án mới, một cái project mới. Thì kiểu là họ muốn bạn tin tưởng họ, họ muốn bạn tin họ là một cái người có cái định hướng riêng của họ, cho nên là hãy tin họ. Một cái nữa đó là họ muốn bạn biết rằng là bạn cứ hãy là chính bản thân của bạn mà thôi, bạn cứ hãy là chính bạn thôi, và họ và bạn sẽ cùng nhau làm những cái điều nó bắt đầu từ những cái bước đầu tiên, từ những cái nền móng, từ những cái nền tảng đầu tiên nhất, từ những cái bước khởi đầu nhất, và mọi thứ nó sẽ thay đổi
mọi thứ nó sẽ thay đổi khi mà các bạn follow theo cái trái tim của mình, khi bạn follow theo cái tình yêu thương dành cho chính bản thân của mình, và bạn làm những cái điều đó nó quyết định đến từ cái trái tim của bạn. Hãy tin tưởng và tin rằng là bạn và họ sẽ cùng nhau xây được một cái căn biệt thự như thế này, một cái căn nhà như thế này, một căn nhà rất là vững chắc từ những cái nền móng đầu tiên nhất. Nó đến từ cái niềm tin tưởng mà cả hai dành cho nhau, như khi nói từ đầu là bắt đầu theo như cái kiểu là giống như là cả hai sau khoảng thời gian mà cầm đèn đi từ bóng tối ra đến ánh sáng và xem nhau như là những cái kho báu mà chúng ta vừa tìm thấy được ha. Và có cái sự ăn mừng, có cái sự ăn mừng ở đây. Các bạn có base base chakra. Yes. Các bạn có master và các bạn có control. Họ sẽ có thể, rất có thể họ là một cái người mà hơi kiểm soát, hay là nói theo một cái đấy là nếu như mà trong cái chuyện tình cảm ấy, thì họ là một cái người hơi gia trưởng một chút. Nên là từ đầu kia nói là họ muốn cái mối quan hệ này đi theo cái định hướng, cái quyết định của họ, bởi vì họ là một cái người, họ muốn bạn biết là họ là một cái người mà đã trải qua rất là nhiều thứ rồi, họ là một cái người có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của các bạn đang theo, hay là trong một cái điều gì đó họ rất nhiều kinh nghiệm, hay là tình trường của họ rất nhiều rồi, họ là một cái người rất là thực tế rồi, họ là một cái người va vấp rất là nhiều, cho nên là họ cũng không còn nhiều những cái sự mơ mộng trong người nữa. Nhưng mà hãy tin vào cái góc nhìn của họ, hãy tin vào cái bản thân của họ. Nhưng mà đôi khi thì bạn sẽ hơi bị ngột ngạt ở trong cái kết nối này, bởi vì họ là cái người hơi kiểm soát một chút, hay là họ là một cái người đang cố giữ cái kiểm soát, hoặc là bạn đang kiểm soát á. Thì nếu như bạn là cái người đang kiểm soát á, thì hãy 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 là cái người mà buông bỏ cái kiểm soát một chút để mà flow theo họ. Cái đó là cái điều mà họ muốn. Các bạn có host to host conversations, các bạn có pay attention to the red flag, và các bạn có you deserve love. Họ đang rất là muốn có những cái cuộc nói chuyện với bạn, họ đang rất là muốn có một cái sự discuss, nói chuyện tâm tình với bạn. Họ muốn bạn nhìn thấy mọi thứ nó đang ở cái giai đoạn là thời cơ tới rồi để mà nắm bắt đó. Họ biết rằng là bạn là một cái người xứng đáng có được cái tình yêu, và họ sẽ là cái người, họ tin là họ là cái người mà mang lại được những cái điều đó dành cho bạn. Hãy tin tưởng họ, hãy cho phép họ mang những cái điều tốt đẹp trong câu chuyện tình cảm đến với bạn. Những cái điều mà Kỳ đang nói ở đây á là cái những cái gì mà họ muốn bạn biết, nhưng mà nó không phải chắc chắn là tất cả những cái điều nào họ nghĩ họ muốn bạn biết này là đúng nha. Cho nên là kiểu là bạn, họ nghĩ như vậy nhưng mà việc họ có thực hiện đúng những cái điều đó hay không, có thể cái góc nhìn của họ như vậy là đúng nhưng mà đôi khi cái hành động họ làm lại sai. Bởi vì mọi người cứ cảm nhận tất cả mọi thứ bằng cái trái tim của mình thôi. Bởi vì trong đâu đó ở đây á, khi bạn bắt đầu cái mối quan hệ riêng với tụi bà số 3 này, khi cảm giác được là họ là một cái người khá là kiểm soát, họ là một cái người khá là gia trưởng. Bởi vì rất có thể họ sẽ là cái người mà xem rằng họ là một cái người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Họ có thể nghĩ rằng là họ có nhiều cái giống như việc là họ có nhiều kinh nghiệm hơn, cho nên là họ sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn chẳng hạn. Thì cái đó là cái điều mà Kim thấy. Một cái lá cuối cùng ở đây đó là lá balance. Cái tình yêu nó sẽ không phải là luôn luôn là cái sự chấp nhận, mà cái mối quan hệ tuyệt vời là cả hai cùng nhau giúp đỡ nhau và cùng nhau vượt qua những cái thử thách. Balance, cân bằng. Thì rất có thể là khi bạn rơi vào cái mối quan hệ với những cái người mà họ có cái sự bởi vì thì sao mà cái lửa lửa là một cái người mà hừng hực trong lòng á, họ là một cái người mà cực kỳ có nhiều lửa trong người, nên là họ luôn là cái người muốn giành cái sự quyết định, muốn là cái người giành cái quyền ưu tiên á, muốn là cái người giành cái sự dẫn đầu. Cho nên là một cái lời nhắn cho cái mối quan hệ này đó chính là việc cái sự cân bằng nó phải là cái điều mà nó được ưu đặt lên mà khi các bạn tương tác với họ. Rất có thể là khi mà các bạn tương tác với họ, các bạn đôi lúc các bạn sẽ cần phải nói lên cái tiếng nói của mình, chứ không phải là lúc nào bạn cũng sẽ phải đồng ý với những cái ý kiến của họ. Cho nên là cứ phải là chính bản thân của mình trong cái mối quan hệ này ha. Ok, đó là tất cả những cái gì mà Ki có cho cái tụ bài của ngày hôm nay, và cũng như là tụ ba và ba tụ bài ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video này, và hẹn gặp lại mọi người video tổng quan năng lượng tháng 12. Bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người.